Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì lời tâm sự vừa rồi của trưởng lão Lê Hoàng Vượng. Tôi thấy sau khi nghe, trong khi nghe bỗng nhiên nhớ lại một lời tâm sự của một người hầu việc Chúa tại một thành phố nọ. Anh nói với tôi rằng, mục sư ơi, tại sao tôi đi giảng mãi mà không thấy ai tin? Hay là tôi không được ơn? Tôi có nói rằng, anh kể cho tôi nghe xem. Anh nói rằng, tôi đi làm chứng mà mấy người hàng xóm không tin. Bây giờ chỉ có mỗi gia đình tôi thôi. Tôi mới hỏi rằng, thế là thành phố anh có bao nhiêu người Việt Nam? Anh nói rằng, 10 người Việt Nam. Tôi bảo, thế nhà anh bao nhiêu? 6 người Việt Nam. Tôi bảo, như vậy là anh thành công hơn Berlin chúng tôi đấy. Berlin chúng tôi có 30.000 người Việt Nam tại Berlin. Mà hội thánh trước mắt bây giờ chỉ có 130. Như vậy tỷ lệ phần trăm là anh thành công hơn chúng tôi. Thành phố có 10 người mà đã 6 người tin Chúa rồi. Như vậy là 60% rồi. Và anh nói rằng, nói thế đã an ủi tôi chứ tôi phải làm sao. Tôi bảo, ok, đấy là tôi nói phần 1. Phần 2, anh có bao giờ mang cái giọng đi ra vùng nước đánh cá không? Anh bảo, tại sao mục sư hỏi như vậy? Tôi hỏi anh, anh có bao giờ mang cái giọng ra đánh cá ở vùng nước không? Anh bảo không. Tôi nói đúng như vậy, tốt nhất mang cái giọng ra sông mà đánh cá. Và con người đó đã nghe lời, đã tới Dresden. Và ngày hôm nay ở đó có nhóm thánh kinh. Và con gái của anh ta đang đứng hát vừa rồi, lần đầu tiên đứng trên hội thánh hát ca ngợi Chúa. Câu chuyện vừa rồi tôi muốn nhắc với anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì hội thánh, nhưng đừng quá tự hào đến mức độ mà sống trong mơ tưởng là coi như thành công rồi và dừng lại không phát triển nữa. Chúng ta còn nhiều trách nhiệm lắm anh chị em. Căn phòng này còn cần gấp 5 lần nữa để ngồi cho nó chật. Amen. 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 Hãy nói với người lân cận rằng công việc còn nhiều lắm đấy. Một điều tiếp theo, vừa rồi nghe trưởng lão Lê Hoàng Vượng, trưởng lão đã bước vào cái tuổi 60 chấm mấy nhát rồi đúng không? 67. Đang bước vào thời kỳ mà gọi là thất thập cổ Như Lai đúng không? Hiếm người sống được cái mức tuổi độ tuổi đó. Và khi nghe trưởng lão nói những điều như vậy, có thể một số người nào đó trẻ tuổi cảm thấy nó hơi chạnh lòng, cảm thấy hơi đau đau, hơi tê tái, hơi thấy bực bực trong lòng. Anh chị em ơi, nếu anh chị em có cảm giác như vậy, tôi bỗng nhiên nhớ lại vào đầu tháng này có một sự kiện nổi bật và tốn rất nhiều giấy mực tại Việt Nam. Đó là một nghệ sĩ hơn 70 tuổi, Nguyễn Ánh Chín, đã góp ý cho một người tự xưng mình là ông hoàng nhạc Việt Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng. Nói rằng cái loại giọng hát này chỉ loại giọng hát loại ba thôi, hát ở trong một số cái quán bar ba thôi, nó không làm nên trò trống gì cả. Và làm cho nhân vật đó tức, vô cùng tức. Mặc dù ông ta liệt kê một loạt các ca sĩ khác thời kỳ bây giờ đang thịnh hành, ví dụ như Hà Hồ, ví dụ như là Mỹ Tâm, ví dụ như Thanh Lam và một số người khác, những người kia họ im lặng. Còn một người khác thì viết rằng, không sao, đây là giống như bố của tôi vậy, ông góp ý như vậy là đúng thôi, chúng tôi cần phát triển lên. Còn riêng Đàm Vĩnh Hưng viết thư, những bức thư tức tối bắn tới tả vào vị gọi là người âm nhạc nổi tiếng tại Việt Nam. Có một số người họ viết rằng, Đàm Vĩnh Hưng ơi, không có anh thì không sao, nhưng không có Nguyễn Ánh Chín thì Việt Nam mất một người đóng góp về nền âm nhạc. Bởi vậy cho nên hãy lắng nghe, đừng có tức tối. Mặc dù viết rất là nhiều, nói ông này đạo đức giả, rồi là phi quân tử, rồi đóng kịch nhiều. Và từ cái câu chuyện đó tôi cảm nhận được, anh chị em, có thể cái lão già này, cái cách của bộ đội Trường Sơn có thể nói những điều gì mà nó không nhẹ nhàng như là anh chị em ước ao. Nhưng mà hãy lắng nghe lão, và lại là trưởng lão nữa. Amen. Amen anh chị em. Yeah. Đơn giản tiếp nhận. Và điều gì tốt, nó có lợi cho bản thân của mình. Có nhiều khi thuốc kháng sinh rất là tốt để mà giúp cho chúng ta thoát khỏi một số căn bệnh. Bởi vậy cho nên hãy tiếp nhận. Hãy tiếp nhận. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Một câu mà tôi muốn khuyên anh chị em trước khi vào bài giảng, hãy nghe lời khuyên này. Bất cứ điều gì xảy ra với bạn không quan trọng bằng bạn xử lý nó như thế nào. Cái gì đến với bạn không quan trọng bằng cái gì ra từ bạn. Cái gì đến với bạn chưa chắc đã giết chết bạn, nhưng cái gì ra từ bạn mới có thể giết chết bạn. Người ta ném cục phân vào mặt bạn,
thứ chắc đã chết, tắm ba lần là sạch hết thối. Nhưng mà cái cái thằng đó ở trong lòng này mới giết chết bạn. Mọi người hiểu không? Cục phân đơn giản thôi, rửa sạch được ngày sau lại thơm. Nhưng mà cái phân từ trong miệng bạn, trong lòng nó ra đó mới là cái nguy hiểm. Mọi người hiểu không? Có những người lái xe chỉ có một cái thằng đi chạy chạy trước mũi xe thôi, nó phanh một cách rất là dễ dàng, suýt nữa là mình hút vào đít đó. Thế mà mình chửi cả 3 tiếng đồng hồ trên đường từ Berlin tới trại. Thằng kia thì nó không thấy đâu, còn chỉ có vợ bạn và mấy đứa con nghe những chửi bậy đó. Tại sao? Thằng kia nó đâu nghe thấy gì đâu. Chỉ có bạn nói và vợ bạn nghe, con bạn nghe. Họ là nạn nhân của sự bực tức của bạn. Bởi vậy cho nên cái gì xảy ra với chúng ta không quan trọng bằng cái gì ra từ chúng ta. Amen. Amen. Amen anh chị em. Và mỗi một điều xảy ra với bạn, nó lại đang tập huấn bạn để trở thành điêu luyện hơn và dày dạn hơn trong cuộc sống này. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta phải rèn luyện. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về một chủ đề tập hợp từ 3 từ: tình yêu thương. Tình yêu thương, không phải là tình yêu, mà là tình yêu thương. Tôi để ý thấy cuộc sống của tôi nó được đưa vào 3 giai đoạn. Một giai đoạn trước khi tin Chúa Giêsu, tôi sống trong thế gian. Và trong thế gian đó, thì trong thế gian mà, vì nó gian cho nên người ta gọi là gian như thế, hay là gọi là thế gian. Ở trong cái thế gian là gian như thế đó, con người luôn tìm cách đoạt của người khác cho mình. Hay là triết lý của kẻ ăn trộm. Kẻ ăn trộm có triết lý rằng của mày là của tao, cho nên tao thấy mày có cái gì là tao lập tức đoạt cho tao. Tôi đã từng sống trong thế gian đó, và tôi cũng là một thành phần kỳ cựu và thủ lĩnh của thế gian đó. Hay lấy của người khác cho bản thân của mình, hay cướp đoạt của người khác cho bản thân của mình. Năm 1992 tôi tin Chúa Giêsu. Mà tôi tin Chúa Giêsu trong một hội thánh ngũ tuần truyền thống. Một hội thánh ngũ tuần truyền thống. Trong hội thánh ngũ tuần truyền thống đó, họ có rất nhiều những luật lệ do con người nghĩ ra để đưa vào cái luật đó. Ví dụ không được đeo cà vạt, ví dụ như là không được đeo vàng, không được làm đầu tóc, không được, nó nhiều cái điều không được lắm. Nhưng có một điều mà tôi khi bước vào hội thánh đó, tôi thấy này, cái gì cũng cho không hết ạ. Kinh thánh Tân Ước cho không, Kinh thánh Cựu Ước cho không, đồ ăn cho không, quần áo cũ mà từ Đức, từ Mỹ gửi sang cũng cho không, cái gì cũng cho không. Và tôi khoái lắm, bởi vì từ thế gian cái gì cũng bị mất, mà bước vào trong hội thánh này cái gì cũng cho không, mà tất nhiên toàn đồ cũ thôi. Và dường như là họ cho không một hồi là họ không còn cái gì để cho nữa, họ lại phải đợi đi xin, họ phải sang Mỹ, sang phương Tây xin những cái đồ đó để về cho tiếp. Nhưng mà tôi sống trong cái triết lý là cho không mới là có tình yêu thương. Mọi người hiểu không? Sau đó năm 94 tôi được Chúa sai phái từ Ukraine lên Moscow. Khi lên Moscow tôi bước vào một trong một hội thánh mà có cả ngàn người vậy. Và khi làm việc trong hội thánh đó, bắt đầu thấy sách phải mua, có nhiều điều phải mua. Tôi bảo cái này không có tình yêu thương. Cái này tôi không quen. Cái này không phải là của Chúa. Chúa phải cho chứ sao lại phải trả giá như vậy. Tôi muốn hỏi anh chị em này, cuộc sống của anh chị em, mọi cái anh chị em có phải trả giá không? Tôi thấy có hai điều không phải trả giá trên đất này. Một là rác, hai là bụi. Tự nhiên nó có, tự nhiên nó xuất hiện rác. Còn bất cứ một điều gì, nếu bạn không trả giá cho nó thì có ai đó đã trả giá thay cho bạn rồi. Không có một điều gì tốt mà không phải trả giá hết anh chị em. Thành ra tất nhiên có con trẻ nó nhờ bố mẹ nó trả giá, nhưng lớn dần lên ấy, thì bố mẹ phải dạy cho nó biết cách trả giá cho người khác nữa, chứ không phải chỉ sống nhờ người khác nuôi. Và tôi bước trong hội thánh đó, Chúa đã dạy tôi cách sống, và lời Phao-lô nói cho phước hơn được nhận lãnh. Cái đó là một thế giới đức tin. Giai đoạn trước khi tin Chúa là thế giới của thế gian, gian như thế. Bước vào hội thánh ngũ tuần truyền thống, tôi đang ở con trẻ thuộc linh, thành ra luôn luôn được nhận không. Cho đến khi bước vào một hội thánh mà cân bằng toàn bộ lời Chúa, Chúa dạy tôi cách sống bởi đức tin. Bởi vậy cho nên nếu bạn ngồi tại đây, hoặc là bạn đã từng như tôi, nếu bạn được nghe rằng ôi hội thánh này không có tình yêu thương, bởi vì chả ai giúp tôi xin mà không ai cho, tôi nhờ mà không ai giúp. Rồi bạn nghe thấy rằng là ồ, ở đây có sự củ trách, ở đây có hay có sự sửa dạy, ở đây nghiêm khắc quá, ở đây nói năng một chút là bị chỉnh sửa. Bạn ơi, tất cả những điều đó mà dẫn tới bạn có kết luận
ở hội thánh này không có tình yêu thương, hoặc bạn đã từng xử lý với nơi khác ở đó không có tình yêu thương, thì ngày hôm nay chúng ta cần hiểu rõ thế nào là tình yêu thương. Amen. Nào, chúng ta cùng nhau bật câu Kinh Thánh Luca đoạn 10, câu 25, câu 28. Bây giờ có một thầy dạy luật đứng dậy đặt hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì ở trong đó? Người thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Đức Chúa Trời, kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Người đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Người này nói rằng: Lời Kinh Thánh chép phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất. Điều răn thứ hai: Yêu người lân cận như mình. Hãy nhắc lại cùng tôi từ yêu người lân cận như mình. Từ yêu này nó không phải là tình yêu lứa đôi. Yêu này không phải tình yêu của cha mẹ với con cái. Yêu này là tình yêu agape, tình yêu mặc dầu. Và nhiều khi chúng ta xử lý câu này kiểu khác nè. Tôi muốn mời anh Cần đứng dậy một chút không? Tôi nhìn thấy anh Cần có cái bút đẹp lại gần đây. Tôi đề nghị anh Cần, nhưng từ từ hành động nha. Tôi bảo: Anh Cần ơi, cho tôi cái bút, anh có yêu tôi không? Cho tôi cái bút. Anh Cần đang suy nghĩ. Tôi nói rằng: Lời Chúa dạy anh phải yêu kẻ lân cận như chính mình, thành ra phải cho tôi. Rõ ràng trích câu Kinh Thánh này đấy: Anh phải yêu kẻ lân cận như chính mình. Bạn nhầm rồi. Kinh Thánh này không phải nói cho tôi qua anh Cẩn, mà Kinh Thánh này nói với anh Cẩn. Câu nói đó mọi người hiểu không? Mời anh ngồi. Mọi người hiểu không ạ? Chúng ta luôn luôn sử dụng lời Chúa cho người khác để bắt người ta làm cho mình. Lấy ví dụ, đến hội thánh nghe giảng, lời Chúa dạy rằng: Hỡi những người làm chồng, hãy yêu vợ của mình. Ông chồng về nhà nói: Này em, lời Chúa hôm nay dạy rằng em phải vâng phục anh. Lời Chúa dạy rằng người vợ phải vâng phục chồng, người chồng phải yêu vợ. Nhưng ông chồng lại nghe lời Chúa cho vợ, bà vợ nghe lời Chúa cho chồng. Ông chồng nói rằng lời Chúa dạy em phải vâng phục anh, còn bà vợ nói với chồng rằng lời Chúa dạy anh phải yêu em. Xin lỗi, nhầm rồi, bạn nghe nhầm đối tượng. Mọi người hiểu không? Ở đây lời Chúa dạy tôi phải yêu người lân cận như chính mình, chứ không phải tôi đi nhờ người khác, sau đó lấy câu Kinh Thánh nói rằng anh phải yêu tôi như chính anh. Xin lỗi, không phải như vậy. Đôi khi chúng ta sử dụng tình yêu thương cho một cái đối tượng khác mà lời Chúa dành cho mình trước tiên. Gia-cơ đoạn 2, câu 14 đến câu 17. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm, ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy. Nếu đức tin không sinh ra việc làm tình yêu thương đó, thì tự mình nó chết. Câu ấy thấy rất là rõ ràng. Nếu một người đói và rách, đang khổ, sợ, đến gặp anh chị em nói rằng: Hãy cho tôi ăn, hãy cho tôi mặc, mà bạn nói rằng: Xin Chúa ban phước cho anh, hãy đi trong sự bình an, tự kiếm quần áo mà ấm, tự tìm kiếm chỗ mà ở, tự kiếm đồ ăn mà ăn. Bạn ơi, cái đó là sai. Nhưng hãy lắng nghe này. Câu Kinh Thánh này không phải cho bạn đến nhờ người khác và lấy câu Kinh Thánh này để làm bình phong. Bạn đói ăn và không có nhà ở, bạn đến mà nói: Thằng, lời Chúa dạy thằng rằng nếu tôi đói ăn mà đến xin thì phải cho ăn ngay, không có việc làm, đức tin đó chết. Xin lỗi ạ. Đối với loại người như vậy, bạn phải thật khôn ngoan. Đừng lấy những câu Kinh Thánh đó để là cần câu cơm của bạn và của tôi. Amen. Amen. Có nhiều người lấy câu Kinh Thánh rằng: Ai xin thì đừng đòi lại, ai mượn thì hãy cho. Thành ra tôi đi xin ngay, và người kia không lắc đầu không: Lời Chúa dạy phải cho. Và chúng ta cần phải nói rằng: Chúa dạy tôi cho đối tượng khác, không phải đối tượng này. Đối tượng này lợi dụng như vậy tôi không thể chấp nhận được. Amen. Amen. Thế chắc bạn cần phải nhìn động cơ. Sách Giăng đoạn 6. Chả nhẽ lời Chúa dạy như vậy mà nó lại chống đối nhau sao? Có một câu Kinh Thánh kể lại rằng: Khi Chúa hóa bánh, từ 5 cái bánh 2 con cá nuôi 5.000 người đàn ông ăn no bụng, còn thừa lại 12 giỏ. Họ ăn no, cộng lại khoảng 20.000 người, kể cả trẻ con và những người phụ nữ. Sau khi họ ăn no rồi,
Ngày hôm sau, qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó với môn đồ cũng không, bèn vào mấy chiếc thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Tiếp theo, chúng vừa tìm được Ngài tại bờ biển bên kia, bèn thưa rằng: Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Câu 27, hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi, vì ấy là con mà Cha, tức chính mình Đức Chúa Trời đã ghi ấn tín của mình. Anh em thấy không? Cũng những kẻ này hôm nay lại chạy tới tìm Chúa. Họ có thể ngày hôm qua được ăn no, vì Chúa nói như vậy đấy: các ngươi tìm ta không phải vì những phép lạ, nhưng các ngươi tìm ta bởi vì ngày hôm qua được ăn và no, cho nên ngày hôm nay đến bữa lại đói, cho nên lại mò tới ăn tiếp. Cho nên hãy đi mà làm việc đi, lười nhác. Mấy người này nói: ôi Chúa ơi, không có tình yêu thương. Hôm qua Ngài yêu cho con thế mà, hôm nay trời nhé không cho một mẩu bánh sao? Hôm qua để thừa thãi, mà hôm nay con cứ nghĩ là hôm nay cho tiếp chứ. Người Việt Nam ngày xưa trong miền Nam có câu nói: đi theo đạo lấy gạo mà ăn. Hay có câu nói khác rằng: tôi thích đi theo cứu tế chứ không muốn tin Chúa cứu thế. Mọi người hiểu không? Người ta nghĩ rằng cứ nhảy vào đạo ở đó tha hồ mà khoáng đạo. Xin lỗi, Chúa Giêsu xử sự như vậy đó. Ngày hôm trước thực sự họ là những con người đói vì hoàn cảnh thật, còn ngày hôm sau họ đói vì lười. Hai cái khác nhau. Họ đói khổ vì hoàn cảnh, Chúa chắc chắn sẽ giúp đỡ họ, nhưng họ mượn cái hoàn cảnh để trở thành nghề ăn xin thì Chúa không chấp nhận được. Bởi vì tiếp tục như vậy, khi không có Ngài họ chết sao? Hay dạy họ đứng trên chân của mình. Người Việt Nam có câu nói: đói đầu gối phải bò. Câu bài thánh tiếp theo, sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16, lời Chúa Giêsu nói rằng: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên giữa bảy muông sói. Hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Lời Chúa nói rằng ở trong thế gian này ta đưa các con đi vào thế gian, không phải đi tu nhá. Ngài cứu tôi vào bản không phải để vào một tu viện để trở thành một tu sĩ. Nếu vào tu viện, tôi nói với anh chị em, ở đó cuộc sống dễ dàng hơn là ở nhà với vợ và nuôi con của bạn. Nan đề nhiều lắm, con bị phỏng già, con bị quay đầu, con bị tiền thiếu học, con bị ốm, vợ đau, tối nó khóc, sáng phải dậy sớm đi làm việc. Ở đó nhiều nan đề lắm. Đấy là còn chưa kể sống với một bà vợ lắm mồm nữa. Mà Kinh Thánh chép rằng khi sống một người đàn bà tranh cạnh, thà lấy lóc nhà ở còn hơn. Ở trong cái hoàn cảnh đó khó hơn nhiều so với vào tu viện ở một mình. Và Chúa nói rằng: ta cứu con không phải để con trở vào tu viện ở, ta cứu con để con mang sức mạnh của ta vào thế gian. Chúa nói rằng: cha ơi, con cầu nguyện cho họ không phải để Ngài đưa họ ra khỏi thế gian, nhưng để Ngài bảo vệ họ ở trong thế gian này. Và bảo vệ bằng cách nào? Bật lại câu Kinh Thánh con. Bảo vệ bằng cách nào? Chúa nói rằng: ta đưa các con vào thế gian như cải chiên giữa bầy muông sói. Và để thắng được bầy muông sói này, các con cần phải tồn tại song song cùng một lúc hai điều. Đó là sự khôn ngoan như rắn và hiền lành như chim bồ câu. Đó là khôn ngoan như rắn và tình yêu thương như chim bồ câu vậy. Mọi người hiểu không? Khôn ngoan như rắn, mềm mại như chim bồ câu. Sự khôn ngoan như rắn cộng với mềm mại như chim bồ câu bằng tình yêu thương. Tình yêu thương là sự khôn ngoan cộng với sự mềm mại đơn sơ như chim bồ câu. Amen. Hỡi ông Vượng nhiều tiền, cho tôi mượn một đồng tiền trong túi của ông, 20, 30, 50 hay 100 cũng được. Được không? Hay là tiền không có, vợ cầm mất rồi. Giống như tôi, có ai cho tôi mượn mấy chục nào? Hallelujah. Tôi muốn cho anh chị em nhìn thấy, đây rồi, có tiền rồi, 20, to thật. Hãy khôn khéo như rắn. Mọi người có bao giờ nhìn thấy rắn bò chưa? Rắn nó bò ở trong bụi tre, không hề có ai, không hề có nguy hiểm gì, mà nó dừng lại, để bò tiếp, nhìn trước,
nhìn sau, bò tiếp, nó không hề có tiếng động mà vẫn cẩn thận dò xét. Dò xét mọi người hiểu không? Tiếp theo nữa, bồ câu đậu trên vai của bạn, bạn không cảm nhận nó đậu trên vai, nó nhẹ lắm. Bồ câu là hình ảnh của sự bình an, của hòa bình. Bồ câu cắp ở miệng một cành trà là, đó là biểu tượng của Olympic, của nhiều dân tộc tập hợp lại, khôn ngoan và sự nhẹ nhàng. Đây, hãy nhìn này, đây là đồng tiền 20 euro. Hãy vỗ tay cho tương lai Việt Nam của chúng ta. Amen. Xin Chúa ban phước cho các con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ai có thể biết được sau này đứa nào đó trong đó là thủ tướng nước Đức thì sao? Là ai biết được? Philip Roessler đã là một trong những con người. Ok, hãy quay trở lại nhìn vào đây. Đồng tiền này có hai mặt. Nếu chỉ có một mặt là tiền giả, đồng tiền có hai mặt. Mất một mặt, tiền không còn giá trị nữa. Nó là hai trục, ai đó tách ra làm đôi, cất một phần ở nhà 10 đồng mang theo để mua một món hàng 10 đồng. Khi người kia nhận một hồi nhìn sang, mất một mặt, nó không giá trị và không một nửa tôi để nhà rồi. Mà xin lỗi anh, một nửa để nhà coi là tiền không có giá trị. Nó phải luôn luôn có hai mặt. Hai mặt của một đồng tiền nó mới có giá trị. Mặt này là sự khôn ngoan như rắn, mặt này là sự mềm mại như chim bồ câu. Khôn ngoan như rắn, hiền lành như chim bồ câu. Khôn ngoan như rắn, hiền lành như chim bồ câu thì nó mới là tình yêu thương có giá trị. Còn nếu chỉ có khôn ngoan như rắn mà không có mềm mại như chim bồ câu thì người ta bảo con cái Chúa sao mà khôn lỏi thế, toàn hội ma lành. Còn nếu mà chỉ có đơn sơ như chim bồ câu mà không có sự khôn ngoan, người ngoài nói rằng con cái Chúa sao mà ngu thế, lừa một phát là tin ngay. Xin lỗi à, Chúa dạy chúng ta cùng một lúc, chứ không phải ngày hôm nay là khôn ngoan như rắn mà ngày mai là hiền lành như chim bồ câu. Hôm nay thì quá khôn lỏi, ngày mai thì quá ngu dại. Cùng một lúc, amen. Cùng một lúc, amen. Amen anh chị em. Hỡi những người xem băng trở lại, hãy nhớ một điều: khôn ngoan và hiền lành, khôn ngoan và hiền lành. Và Chúa ngày muốn chúng ta tình yêu thương nó là như vậy đó. Amen. Tình yêu thương phải có sự khôn ngoan từ Chúa, phải có sự đơn sơ mộc mạc từ Ngài. Hallelujah. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô 1 đoạn 13. Nếu như bạn luôn sử dụng câu kinh thánh, hãy yêu kẻ lân cận như chính mình để phục vụ cho bản thân, thì ngày hôm nay tôi muốn nói cho bạn biết có hai điều răn bạn đã phạm, đó là tư dục xấu và tham của lân cận. Tư dục xấu có nghĩa là luôn sống trên sức lao động của người khác, không làm mà cứ hưởng trên sức lao động của người khác, đó là tư dục xấu. Thứ hai là tham của kẻ lân cận. Thực ra nếu chúng ta sử dụng tình yêu thương không cho mình mà cho đối tượng mà bạn sẽ lợi dụng thì bạn phạm luật điều răn của Đức Chúa Trời: tham của kẻ lân cận và sống bởi tư dục xấu của mình. Và bây giờ câu kinh thánh này rất nhiều khi người ta sử dụng sai, rất nhiều khi người ta sử dụng có lợi cho bản thân họ. Lời Chúa nói về tình yêu thương như sau: dầu tôi đã được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choa vang tiếng. Tôi muốn nói cho anh chị em ngồi tại đây, khi bạn nhận báp tem Đức Thánh Linh ngày hôm nay, Chúa vẫn làm báp tem cho những con người cầu xin Ngài. Bạn sẽ cầu nguyện trong tiếng lạ, bạn sẽ cầu nguyện trong tiếng lạ, bạn sẽ cầu nguyện trong tiếng lạ. Tiếng lạ không đến từ ma quỷ, nhưng có một số những thái cực người ta nhận tiếng lạ đó và bắt đầu họ bộc lộ cho những người khác rằng ta là cơ đốc nhân loại một. Người ta đi lại lại, họ đứng ở giữa sân này, nhà họ mở cửa, và người ta bảo làm gì đấy, cầu nguyện tiếng lạ, đã có chưa, đã có tiếng lạ chưa, chưa vào, thế thì loại 2 của tôi là loại 1, xin lỗi bạn à. Tiếng lạ không phải để cho bạn khoe, bạn nói thứ tiếng gì. Nếu như bạn làm kiểu như vậy, thì nó chỉ là đồng kêu lên và chập choa vang tiếng mà thôi. Ngôn ngữ tiếng lạ, cầu nguyện trong tiếng mới để bạn tương giao với Đức Chúa Trời, gây dựng lên bản thân của mình. Tiếp theo, dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ mọi sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Một đôi vợ chồng nọ cầu nguyện đặc biệt cho đứa con trai đang bị ốm. Mấy người đến khuyên rằng đưa đến bác sĩ, nhất định không đưa đến bác sĩ. Cầu nguyện, tôi tin Chúa Ngài sẽ cho chữa lành. Và thằng bé đã qua đời. Nếu bạn đọc Cây gậy người chăn bày thì biết thằng bé đã qua đời. Hai vợ chồng oán giận Chúa định bỏ đi, và họ bỏ không còn đến thờ phượng Chúa nữa. Rồi một thời gian sau họ đi du lịch một nơi nào đó, vẫn tiếp tục cầu nguyện: Chúa ơi, tại sao họ lầm bầm, họ than vãn? Chúa nói rằng
con không có tình yêu thương, con trai của ta đang ở trong vòng tay của ta, nhưng bởi vì con vừa dại lại vừa ngông cuồng, con để cho con của con mấy tháng trời quằn quại cho cơn đau mà mặt vẫn tỉnh bơ cầu nguyện bởi đức tin. Ta đến chữa lành không phải chỉ để bộc lộ ta quyền năng, mà ta đến chữa lành bởi tình yêu, anh chị em ơi, bởi tình yêu. Cho nên tại sao ta phải tạo ra nhiều các bệnh viện ở bên ngoài là như vậy đó, bởi vì số lượng người tin ta không phải là nhiều, số lượng người mà không có đức tin vào sự chữa lành nhiều lắm. Cho nên bởi tình yêu ta đối với họ, ta đã bật bao nhiêu những tri thức cho những nhà bác học, những con cái yêu dấu của ta, Louis Pasteur, Alexandre Primen, đó là những con người tìm ra thuốc kháng sinh và thuốc chống chó dại cắn đó anh chị em. Thế mà con lại chỉ bởi công bố hãnh diện trước người khác, bởi đức tin lớn này con ta sẽ được chữa lành, ta sẽ đi khoe khắp thế giới này. Xin lỗi con đang bởi đức tin mà không có tình yêu thương. Lời Chúa nói rằng dù có nói tiên tri giảng hay, dù biết được mọi sứ mầu nhiệm như Solomon, hay là mọi sự hay biết, dù có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi cũng chẳng ra gì. Bởi vậy cho nên hãy thêm cho đức tin sự nhân đức, sự nhịn nhục. Mọi người hiểu không ạ? Mọi người hiểu không ạ? Tất cả cái gì cũng có cái chiều xấu và chiều tốt của nó. Đừng quá. Tiếp theo, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi tôi. Hãy lắng nghe này. Có rất nhiều khi bạn cho người khác một điều gì đó mà không hề yêu. Bạn bị quấy dày. Đặc biệt cái ngày mà bọn trẻ con gọi là ngày Halloween á, thờ lại ma quỷ đấy, bọn trẻ con làm mặt nạ, bấm chuông, gõ cửa nhà bạn đòi xin kẹo và xin quà. Bạn thấy rách việc quá là ra mở cửa lên, chuẩn ngay, lượn đi cho nước nó trong. Và khi bạn cho mà không hề yêu, tôi đã từng gặp nhiều lần ở metro tại Nga, những người si gan họ lao tới để bói toán rồi xin tiền, thấy quấy dày quá cho mấy đồng để họ đi, cho họ mà không hề yêu. Lời Chúa nói rằng có nhiều khi phân phát cả gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, thậm chí có những người hy sinh cả thân mình vì người khác, nhưng không phải bởi tình yêu thương. Có nhiều khi vì một lý tưởng nào đó, có nhiều khi bị lừa, có nhiều khi bị một liều thuốc chích vào, có nhiều khi vừa hít bột đá họ sẵn sàng chết vì một nghĩa tử nào đó, nhưng chỉ vì một cơn bồng bột nhất thời. Tất cả những cái đó không ích chi hết. Bạn có thể bán cả nhà đi phân phát cho kẻ nghèo, sau đó bạn đi khoe khắp thiên hạ với cái tiền bạn vừa cho họ để làm gì anh chị em? Và chả người nào ghi công đức của bạn nữa đâu. Bởi vậy cho nên hãy nhớ, tình yêu thương quan trọng hơn việc làm mà bạn đang làm. Và tiếp theo, định nghĩa phía dưới tình yêu thương, hãy đọc kỹ đi, nó trở thành bài hát đấy. Có bài hát rằng tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhân nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, chống cậy mọi sự, tin cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Bài hát đó, hãy xem lại xem, thiếu một phần nào trong những từ sau từ là thì coi như tình yêu thương chưa đủ. Tình yêu thương hay nhịn nhục, nếu như động một chút là la hét, động một chút là bực tức rồi, thì cái đó chưa phải là tình yêu thương. Tình yêu thương hay nhịn nhục mà lại thêm nữa, nó phải nhân từ nữa cơ. Có nhiều người vợ 20 năm chịu ông chồng say rượu, nhịn nhục đấy, nhưng không có sự nhân từ, bởi vì lầm bầm chửi nó sau lưng. Mỗi lần ông ta đi vắng ở nhà, lấy cuốc đập vào cái gối ông ấy ngủ ấy, thằng chó chết này, thằng này vác album ra treo ảnh nó chửi, không hề có sự nhân từ. Có những bà mẹ nhịn nhục với đứa con, nhưng mỗi một lần có chuyện gì lại lôi con ra bắt nó ngồi cả ba đứa trước mặt này, vì ông chồng bỏ từ lâu rồi. Tại mày nhá, tại chúng mày nhá, tao đó, khi bố mày bỏ chúng mày đi là tao ở đây 30 mấy tuổi nhá, bao nhiêu người muốn dòm ngó tao nhá, nhưng vì mặt của chúng mày đây này, đâu mà mặt mẹt mà tao phải khổ thế này đây. Chửi ở lô xuống sông như vậy, nhịn nhục đấy mà đâu có sự nhân từ. Tiếp theo nữa, tình yêu thương không ghen tị, xin lỗi, trở lại câu cũ đã xong đâu. Tình yêu thương không ghen tị, thấy người khác được thành công đừng có bực tức tối tăm mặt mũi lại. Người ta chưa chửi gì vì mình, chỉ có một cái gió người ta đi xe Mercedes ngang qua thôi mà nó choáng hết cả mặt rồi, xỉu rồi. Ghen tị, người ta chết vì ghen nhiều. Một người phó hiệu trưởng về hưu
tại Việt Nam sang Nga đi du lịch và ở lại bán hàng đồ, mà đồ mì ăn liền rồi nước mắm, xếp hàng ra một cái phòng nhỏ 18 mét vuông bán hàng. Tôi đến sau khi ông tin Chúa, tôi nói bác Hùng ơi, ông đổi tên rồi, bác Hùng ơi, tại sao bác khổ thế này, cái tuổi của bác gần 70 như vậy, ở nhà có con cháu phục dịch. Ông nói rằng nhà tôi sướng lắm mục sư ạ, nhà tôi 3 tầng cơ, ở dưới tầng 1 cho bọn nó thuê, cho thuê cửa hàng, thuê đĩa về nghe đủ tiền sai tiền hư của tôi nữa. Ở sao bác sang đây làm gì? Ông nói rằng khổ lắm mục sư ạ, tôi có thằng hàng xóm nó luôn luôn thù với tôi, nó đợi tôi xây cái nhà 3 tầng, xây xong rồi khánh thành nó phát xây nhà 3,5 tầng, và mỗi một buổi sáng lên tập thể dục thể thao nó đứng ở trên tầng thứ 3,5 kia nó tập, mà nó mặc quần đùi rộng như vậy làm sao mà không tức. Nó muốn chửi tôi đấy, thế là tức quá không thể chịu nổi, phải sang đây đi du lịch, không nhìn thấy nó đã tức. Bạn ơi, tại sao phải khổ như vậy, tại sao phải khổ như vậy, vì sao? Vì sự ghen tị bực. Còn tôi và bạn thì sao? Mặc kệ, mặc quần đùi rộng càng dễ bị cảm lạnh. Tầng cao hơn che gió cho nhà tôi, như thế nào? Hãy vui mừng cho mọi sự. Amen. Đấy là ngoài đời, ở trong Chúa cũng có sự ghen tị nữa đấy. Chúng ta hãy cẩn thận. Amen. Amen. Hallelujah. Sự ghen tị một cái ơn nào đó không mang cho bạn cái ơn đó đâu. Bạn mà ghét người có nước hoa thì bạn không bao giờ có mùi hoa thơm đó được. Hãy tới ôm họ đi là mùi nước hoa của họ sẽ ngấm vào bạn ngay. Bạn càng chửi họ mà cầm phân ném nó tay bạn thối trước. Amen. Thành ra càng thấy ai được ơn thì càng lao vào đến gần họ, phục vụ họ chứ đừng ghen tị. Amen. Hãy nói một lần cần rằng bây giờ thì biết rồi đấy. Tình yêu thương chẳng khoe mình. Đây là tập hợp nhé, đừng có thiếu một cái từ nào đây. Một cái quả cam mà thiếu những múi này nó không còn quả cam nữa. Bởi cho nên quả cam trọn vẹn phải đủ múi. Đừng kiêu ngạo, đừng khoe mình. Có những con người mà việc tốt của con người đó làm cho ai đó ghi vào sổ nha. Thậm chí khi vào sổ chưa đủ, họ còn thâu vào băng đĩa nữa nha. Để nếu mất sổ này thì còn có đĩa, họ còn khắc trên đá nữa nha. Còn việc tốt của người khác á, thì họ viết trên nước, viết một cái quên này. Còn cái việc tốt của họ đó, họ ghi lại và khoe khắp mọi nơi. Thành ra bạn ơi, nếu như bạn làm rất nhiều việc tốt không ai phản bác được, tôi cũng không phản bác được. Nhưng nếu như không một người nào ghi nhận cái ơn của bạn hay là công tốt của bạn, thì xem lại xem, miệng của bạn đã đốt nó rồi đấy. Bạn nói quá nhiều về việc tốt của bạn, đến bây giờ người ta nghe rát cả tai thôi. Thành ra đừng có lên mình kiêu ngạo và đừng khoe mình. Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi. Thành ra nếu như bạn mà sống tư dục trên sức lao động của người khác lợi dụng, thì bạn không còn sống trong tình yêu thương nữa. Thành ra nếu như bạn nói rằng ở đây không có tình yêu thương, bữa này không có tình yêu thương, thì bạn cần phải đặt câu hỏi, tại sao họ lại không có tình yêu thương nhỉ? Mọi người hiểu không? Có một nữ giám đốc tại một siêu thị nọ tại Nga đến nói với tôi rằng, mục sư ơi, tôi thuê một người vào làm việc trong hội thánh và làm việc cho tôi, làm ban quản trị. Mà mục sư ạ, ông đâu có làm việc gì đâu. Suốt ngày ông bật băng đĩa hát ca ngợi Chúa ở trên cả các dàn loa, cả chợ của tôi. Ông bị làm chứng suốt đi mục sư ạ. Bây giờ tôi phải làm sao mục sư? Tôi bảo, chị thuê anh ấy về đến đây làm ra làm gì? Là ban quản trị. Chị trả tiền cho anh về làm ban quản trị đúng không? Đúng. Chị xác nhận cho tôi rằng chị thuê người này không phải để làm chứng đúng không? Không phải để cầu thay đúng không? Không phải để đi hát Hosanna trên loa đúng không? Không. Thế tôi khuyên chị đuổi việc. Chị nói rằng, ô thì tình yêu thương nằm ở chỗ nào? Tôi nói rằng đây không còn phạm trù tình yêu thương nữa, mà đúng người, đúng việc và đúng tiền. Hãy nói chuyện với người anh em đó rằng, tôi thuê anh về làm ban quản trị của tôi. Nếu không làm đúng việc, tôi không thể thuê anh được. Anh nghỉ việc, tôi thuê người khác làm trọn việc. Còn nếu anh thiếu ăn, tôi cho anh 200. Thà anh là kẻ ăn hại, còn hơn là kẻ phá hoại. Mọi người nghe tôi nói không? Tiếp tục làm việc tiếp tục như vậy, anh ta sẽ phá hoại công ty. Còn nếu đuổi việc, sau đó cho anh tiền hàng tháng, anh là kẻ ăn hại. Nhưng mà không phá hoại công việc của bạn đâu, thuyền của bạn vẫn chắc. Mọi người hiểu điều tôi nói không? Và hãy lắng nghe này, cái đó mới giúp cho người ta tỉnh ngộ được. Đừng làm việc trái phép, đừng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự giữ. Hãy nhắc lại cùng tôi, không nghi ngờ sự giữ. Thế nào là không nghi ngờ sự giữ? Không nghi ngờ sự giữ là đừng gán động cơ sẵn cho người khác qua việc làm của họ. Chú ý lắng nghe tôi nói này.
Con người chúng ta luôn luôn có hai thước đo. Hãy lắng nghe nhá. Con người chúng ta luôn luôn có hai thước đo cho mình và cho người khác. Lấy ví dụ, tôi làm việc với chị Mỹ Hà, tôi luôn luôn có hai thước đo. Khi chị Mỹ Hà làm một điều gì đó cho tôi mà tôi bực đó, thì tôi nói rằng chị là người chống đối. Tôi không cần biết lòng chị như thế nào, nhưng hành động của chị làm tôi khó khăn, tôi nói rằng chị là người chống đối. Còn khi tôi làm việc với chị mà làm cho chị bị khó khăn, thì tôi luôn luôn nói rằng lòng tôi yêu chị. Tôi làm từ cái lòng của tôi. Tôi yêu mà không cần biết tác hại đến công việc của chị ra làm sao. Chúng ta luôn có hai thước đo. Thước đo khi mình làm hại người khác thì luôn đo từ tấm lòng của mình là yêu thương cho nên tôi mới làm như vậy. Còn người khác làm cho bạn thì bạn lại đo bằng thước đo anh làm hại tôi bởi vì động cơ của anh xấu. Mọi người hiểu không? Chúng ta đừng làm như vậy. Yêu kẻ lân cận như chính mình có nghĩa là hãy bước vào vị trí của mình, đặt mình vào trong hoàn cảnh người ta. Khi bạn cầm cốc nước bỗng nhiên tuột tay rơi đổ, bạn lập tức nói ô nhỡ, ô cái này có mỡ. Còn người khác mà rơi đổ, bạn nói rằng đổ đoạn cái mặt nước, cái loại này làm ăn làm nên trò trống gì. Người khác làm đổ thì bạn khép tội cho họ, còn bạn mà làm đổ thì bạn có nhiều cớ để thanh minh cho bản thân lắm. Chuyện hỡi anh chị em, khi ai đó phạm lỗi gì hãy tập thanh minh cho họ trước, đừng kết tội họ vội khi bạn chưa nghiên cứu cụ thể. Amen. Đừng nghi ngờ sự dữ. Tiếp theo, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Cái này là cái quan trọng này. Có nhiều khi chúng ta lờ tảng những điều dữ không dám nói. Hay nói vừa rồi nghệ sĩ mà Nguyễn Ánh Chín đã nói những lời phát biểu về một số những người gọi là sừng sỏ trong làng âm nhạc Việt Nam. Bao nhiêu những người sau này họ nói rằng cảm ơn ông đã nói thay cho chúng tôi. Bây giờ giọng hát của họ quá đuổi, nhưng họ chỉ hay dùng những màn ngó ngoáy ở trên sân khấu thôi. Họ không còn chất giọng như ngày xưa nữa. Loại này mà trước đây chỉ hát ở trong phòng trà thôi. Người đàn ông đó 73 tuổi đã dám nói sự thật. Bạn ơi, tình yêu thương không vui trong điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Hãy dám nói ra sự thật, đừng sợ mất lòng. Amen. Amen. Đừng ngồi chung chỗ của những kẻ nhạo báng. Cái đó gọi là vui trong điều không công bình đấy. Thấy người ta ngồi lại nhạo báng một ai đó, mình nhảy vào vô cuộc, thêm mắm thêm muối và thêm nhiều dữ liệu nữa. Cái đó là cực kỳ nguy hiểm. Amen. Tình yêu thương dung thứ mọi sự. Thế nào là dung thứ mọi sự? Không phải là không nhìn thấy cái tội đó. Dung thứ ở đây đúng nghĩa của nó là giải quyết mọi sự được, che lấp và sửa lại những tội đó. Xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan và sự nhu mì đủ để mà giải quyết những tội đó, đừng né tránh. Tin mọi sự, hãy nắm cho lời hứa của Chúa. Tôi tới đó là của Ngài, đứng hay ngã đó là việc của Chúa. Hãy tin vào một điều tốt lành sau này. Và câu cuối cùng, tin cậy mọi sự hiệp lại, Chúa khiến có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời. Ngài nắm mọi sự, Ngài đứng ở trên, Ngài biết mọi nhìn, Ngài nhìn thấy mọi sự. Và nín chịu mọi sự. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nhịn nhục. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nín chịu. Mở đầu của tình yêu thương là nhịn nhục, không phải nhu nhược nhé. Kẻ nhịn nhục mà lại lầm bầm chửi bới, đó là nhu nhược. Đó là vì sợ mà phải im lặng. Còn nhịn nhục là tôi sống trong sự nhân từ. Tôi tìm cách giúp cho con người này ra khỏi cái nan đề đó. Sớm muộn gì anh ta sẽ thoát khỏi. Bởi vậy cho nên mở đầu là nhịn nhục, kết thúc là nín chịu mọi sự. Tình yêu thương không hề hư mất bao giờ. Anh chị em có vui không? Để kết thúc, tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện mà rất là tình yêu thương. Có một anh là anh Trần Nghĩa ở bên Nga từ năm 94-95. Khi chúng tôi đi làm chứng ở đây ít người tin Chúa lắm. Và bỗng nhiên anh này là người đã từng lao động ở Bulgaria sang bên Nga buôn bán và anh tin Chúa Giêsu. Anh tin Chúa rất là nhiệt thành. Và bỗng nhiên anh đến anh gặp bọn chúng tôi, bọn sinh viên ở chung một phòng, anh nói rằng: Hùng ơi, anh yêu mến Chúa, anh khao khát lời Chúa, nhưng mà anh đang sống trong một cái cờ va hay là vô nùng với mười mấy thằng khác suốt ngày cờ bạc rượu chè. Anh không muốn gần chúng nó nữa. Các em ơi, cho anh đến đây ở cùng để anh được bồi bổ về thuộc linh. Tôi nhìn thấy cái điều đó và bên cạnh còn 3-4 tên ở cùng phòng. Mấy tên kia bảo: anh về với bọn em sẽ bồi bổ thuộc linh cho anh. Anh chàng này về, không giả tiền nhà, không giả tiền ăn. Chúng tôi tiếp tục nâng đỡ, dạy dỗ. Và bắt đầu sang được đến tháng thứ 3, thứ 4, nhiều người tin Chúa trong hội thánh. Xuất hiện một cô gái, có tên là Lan. Cô xuất hiện trong hội thánh thướt tha lướt la lắm. Được 2 tuần bắt đầu thấy chàng, thấy bắt đầu thấy đuổi đuổi dần đi. Chàng bắt đầu
ở nhà đọc kinh thánh suốt ngày kêu đau bụng, ơi đau bụng, anh đau bụng không biết vì sao, đau bụng quá. Và không đi nổi, không đến thờ phượng Chúa được, anh ở nhà đọc tự kinh thánh một mình. Và ngày này ngày khác cứ tiếp tục đọc kinh thánh như vậy ở nhà. Và mấy cậu kia ít tuổi hơn tôi, tuổi năm 72, 74. Thành ra tôi đã từng sống trong thế gian đầu có sỏi rồi. Và tôi phát hiện ra không biết nhân vật này yêu mến Chúa thật hay không đấy. Và trước khi đi, mỗi một lần buổi nhóm trước khi đi, tôi mới ngó vào cái trang kinh thánh của ông ấy, nhìn cái trang trước trang sau. Và đến thờ phượng Chúa xong đi về, sau 3 tiếng đi về nhà, ông lại bắt đầu thấy đọc kinh thánh, trùng chăn, nhổ râu, nghiên cứu kinh thánh, nghiên cứu kinh thánh. Tôi mới lại gần, xin chào anh Nghĩa, nhìn vào đoạn kinh thánh đó, thấy vẫn hai trang như cũ. 3 lần liền đều vẫn trang như cũ. Tôi bảo nhân vật này giờ trò rồi. Còn mấy cậu em kia không hề biết có chuyện gì, còn riêng tôi biết ngay là nhân vật giờ trò. Sau khi nghiên cứu trò chuyện, thấy phát hiện ra anh này đang yêu thầm nhớ trộm cái cô tên là Lan. Mà cô kia từ chối, thành ra đang thất tình. Và suốt ngày kêu ôi đau bụng, ôi không đi được, không biết có chuyện gì. Cuối cùng tôi mới nói với mấy anh em trong phòng, góp ý xong, vẫn tiếp tục như vậy. Và nó kéo dài từ khi bắt đầu vào cho đến lúc đó khoảng 1.5 năm rồi, sống không hề tiền bạc. Cho tôi quyết định bây giờ, anh là người Bulgari, không biết tiếng Nga, tôi gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Vì cứ nằm mãi như vậy không chịu nổi, về nhà thấy một người ốm mà không biết nguyên nhân nào. Gọi điện thoại cho bác sĩ tới. Bác sĩ đến, mà tôi là người biết tiếng Nga mà, tôi nói rằng xin anh hãy kiểm tra lại cụ thể xem. Và trong khi kiểm tra xong, và ông bảo là chả có chuyện gì hết á. Cái người bác sĩ nói rằng chả có việc gì mà phải gọi cho tôi đến đây. Bảo nó kêu phải mấy tháng trời rồi, tôi đề nghị các ông đưa người này vào bệnh viện. Bảo tại sao? Họ đưa vào bệnh viện. Mấy ông này bảo đưa, vì nó mấy tháng rồi không biết có chuyện gì, đưa vào bệnh viện. Tôi cũng lên xe đi cùng luôn, đi vào bệnh viện. Mà người Nga đó thì họ làm việc chảy bữa lắm, lấy máu rồi lấy nhiệt độ xong để cho nằm nghỉ ngơi, họ đi họ xét nghiệm. Tôi vào nói chuyện một hồi đi ra nói, lắc đầu. Ông Nghĩa hỏi có chuyện gì đấy mục sư. Tôi bảo lắc đầu, nguy hiểm. Tôi không biết là họ chuẩn đoán gì mà tôi thấy họ xúm lại với nhau. Mà tôi nghe thấy loáng thoáng hình như có cái từ mổ đấy. Mà cái người bên Nga này là họ chả biết gì hết, cứ mổ thôi. Cứ cái gì mà đau bụng mà không kiểm tra gì đó, mổ kiểm tra trước. Và mổ là mổ từ dưới này lên tận ức đấy. Ông bảo, Hùng ơi, tôi sẽ tha cho anh. Thôi mình đi về đi em ơi, bây giờ về đi. Tôi bảo không, về bây giờ anh bị ốm tiếp như vậy thì nguy hiểm. Có chuyện gì xảy ra cái là cả lúc chúng tôi chịu trách nhiệm hết à. Cứ ở đây để mổ. Tôi thật với em, anh có bệnh gì đâu. Tôi tha cho anh đi. Hai anh em chúng tôi trèo cửa sổ chuồn. Trèo cửa sổ ra trên đường đi về, đi bộ ra metro. Tôi bảo anh nghĩ anh làm cái trò gì đấy. Chúng tôi đâu phải không có ăn việc làm đâu mà ông làm tôi khổ thế này. Thôi xin lỗi, anh đói quá cho anh miếng bánh mì đi. Tôi ghé vào mua bánh mì cho ông. Được 2-3 tuần ông nghiêm túc, không còn đau ốm nữa. Sau đó lại giở trò trở lại lần này đó. Bởi tình yêu thương, mọi người biết tôi làm gì không? Mấy cậu em kia không làm. Còn tôi nói rằng hai đứa này, một tên rách vali, một tên ôm đống quần áo. Còn tôi dắt tay anh Trần Nghĩa đi theo tôi. Ông Nghĩa bảo đi đâu? Ra khỏi nhà. Bảo đi đến chỗ nào? Xuống đường. Đi xuống đường rồi, xin chào. Ố, tình yêu thương ở đâu? Hết tình yêu thương rồi. 1.5 năm rồi, hết tình yêu thương rồi, mới đi. Ông đứng với vali với đống quần áo, đứng như vậy. Tôi bảo xin chào. Và tôi đến nói với tất cả những người trong hội thánh, không ai cho phép con người này vào nhà nữa. Đây là kẻ ăn ở bậy bạ, phải răn bảo. Nhá, đi đâu không biết. Phao tin đủ các kiểu. Nhưng sau 2 tháng nhá, tôi đi ngoài chợ mua mấy quả trứng về để luộc, ăn. Bỗng nhiên từ xa thấy câu hùng. Tôi nghe tiếng mà chợ là chợ Tây, không phải chợ Việt. Chợ Tây, tôi quay lại nghe tiếng hùng, tôi quay lại, ô anh Nghĩa, anh làm gì đây? Anh đang bán quần bò. Cảm ơn em. Bảo có gì mà cảm ơn ấy. Anh sau 2 tháng đói quá đi kiếm được việc làm, gửi về cho mẹ được $200 rồi, bây giờ còn gian hàng này. Tôi bảo alleluia. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, tình yêu thương không mù quáng. Tình yêu thương có thể giết chết người khác nếu không có sự khôn ngoan từ trời. Anh chị em ơi, hãy nhớ, chúng ta yêu thương người khác nhưng không phải là người ngu. Chúng ta nhân từ nhưng không phải là người ngu. Hãy để cho người ta vừa tôn trọng chúng ta lại vừa biết ơn nữa. Amen anh. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.